Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy Lớp Math. Thầy muốn chia sẻ các bạn về cái đề thi minh họa. Nhân cái sự kiện có cái đề thi minh họa năm 2022 mới ra, thì thầy có một số nhận xét như thế này. Thì trên kênh của thầy đã có một số phân tích cái đề thi minh họa về cấu trúc, những chỗ nào họ tìm, độ dễ có. Thì hôm nay thầy cũng nói điều đó, mà thầy sẽ nói là đề minh họa và đề chính thức nó sai lệch nhau như thế nào. Thế thì cái quy trình làm đề thì đó là quy trình bảo mật, họ thông báo tất cả các khâu ra đề là đều bảo mật, ai ra đề cũng những con người đó là họ bảo mật không thông báo. Nhưng thầy nghĩ là cái dự đoán cái quy trình ra đề thường thường là phải là có năm một năm học sẽ có một cái ra đề trung học phổ thông quốc gia, sẽ có một cái hệ thống ra đề khoảng 10 người hoặc đến 15 người, có thể là nhiều hoặc ít hơn thì vì số lượng nó thầy không biết, nhưng mà khoảng như vậy. Thì họ sẽ ra một cái đề các cái đề chính thức. Đương nhiên là sẽ không phải là đề tự luận đến một vài cái đề chính thức thôi, nhưng mà đề trắc nghiệm thì sẽ là có một ngân hàng đề chính thức khoảng là vài chục cái đề, hoặc là 15 đến 10 cái đề, 10 đến 15 cái đề, và trong đó sẽ có một cái đề minh họa. Thế thì có thể là không thể là có cái trường hợp là người ra đề minh họa một nhóm và nhóm ra đề chính thức khác nhau là không có, mà trong một cái nhóm, trong cái nhóm ra đề đó họ sẽ ra đề chính thức và đề minh họa. Vậy cái sẽ có sự liên kết liên quan giữa đề chính thức, chắc chắn là sẽ có cái liên quan mật thiết giữa đề chính thức và đề minh họa. Sẽ không có trường hợp là đề minh họa một đường mà đề chính thức một nẻo cũng được, mà minh họa là minh họa cho cái đề chính thức sắp thi này, minh họa để nói lên cả cái chỗ học sinh có thể ôn thi ôn tập, và sau này cái đề thi chính thì nó cũng hướng đến như vậy. Chẳng hạn như thầy ra cái phương trình mật cầu, cho phương trình mật cầu tìm bán kính thì sau này họ có thể đổi số, hoặc là ra cái dạng phương trình khác, họ bây giờ họ không hỏi bán kính mà họ có thể hỏi tấm của cái đường tròn nó như thế nào, thì các bạn đó phải hiểu như vậy. Hoặc là bài toán về cho bảng biến thiên thì những cái dạng đó thì có thể sau này thì chỉ sai thay số thôi. Đấy, các bạn nhớ nhé, cho đó là cái đề minh họa là minh họa những chỗ mà họ có thể ra. Đấy, trong cái đề chính xảy ra đó. Nhưng không bị suy nghĩ một cách cực nhỏ hẹp mà nó sẽ rất mở rộng, rất sáng tạo. Rồi là cái mức độ ra đề ở các cái mục khác nhau. Đấy, chẳng hạn như câu bài 9 đấy thì mức độ như thế nào và ra cái dạng như thế nào là phù hợp. Đấy, câu 50 là ra cái gì. Đấy, về số phức thì ra hai mức độ, mức độ rất dễ nhận biết thông hiểu, mức độ thá là vận dụng rất cao. Đấy, chẳng hạn như câu 43 44 là vận dụng cao, còn câu 1 trong đây mình gọi là vận dụng thấp, mức độ thông hiểu, vận dụng mức độ nhận biết. Về số phức họ sẽ ra như vậy. Thế là trong cái đề chính thức cũng phải như vậy, chứ không thể khác hơn. Chứ không phải là số phức không ra, bởi vì trong đề minh họa đã có số phức thì trong đề thi chính chắc chắn sẽ có số phức và hai mức độ khác nhau như vậy. Rồi nguyên hàm tích phân, chẳng hạn logarit, phương trình logarit thì họ ra ở mức độ rất dễ. Thế đó chúng ta cũng không cần lao vào giải những cái phương trình logarit mà quá phức tạp. Đấy. Rồi nguyên hàm tích phân thì họ ra ở hai mức độ khó vận dụng cao và một mức độ cũng rất dễ, chỉ cần biến đổi các em cần nắm các cái đấy. Cho nên là các bạn phải nhớ rằng cái minh họa, chúng ta sẽ hiểu cái minh họa một cách sáng tạo nhất, tức là họ sẽ ra những cái chỗ nào và mức độ ra như thế nào đấy. Chứ không thể là có một cái trường hợp là đề minh họa một nẻo mà đề chính thức một nẻo, là hoàn toàn không có. Có hay không, để đặt câu hỏi có hay không, đề chính thức và đề minh họa cái độ sai lệch nó như thế nào là cái các bạn phải chú ý. Cho nên cái tài liệu học tập tốt nhất cho học sinh lớp 12 trong thời điểm này, ngoài việc thì các bạn kiểm tra năng lực của các trường đại học, thì cái quan trọng mà các bạn cần phải hướng tới đó là tài liệu số 1, đó là cái đề minh họa. Bộ họ không giải cái đề minh họa này mà sẽ có đâu đó một số giáo viên giải, họ có thể cung cấp cái đáp án chính thức của đề minh họa để các bạn theo tham khảo. Cho nên là các bạn phải nhớ rằng đây là một cái tài liệu tập, và chúng ta sẽ biết cách đội học sinh của thầy ấy, thầy sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ khai thác cái đề minh họa này có thể phát triển thành nhiều đề khác nhau, và trong nhiều đề đó có thể là gặp nhiều cái tương tự của đề chính, do đó ta sẽ dự đoán đề chính được,
đây chính nó như thế nào, minh họa mà các bạn. Nhưng mà phải có một cái đồ rồng sáng tạo chứ, còn chỉ mới thấy sổ đông được chắc chắn sẽ có sự sai khác. Nhưng mà họ sẽ phải như thế, ra đề chính phải như thế, và thầy nghĩ rằng đề chính là họ cũng đã ra, cái nhóm ở đây họ đã ra rồi đấy, trong ngân hàng đề rồi. Và những người ở đây có thể là họ đang đấy, họ đang lưu lại, hoặc là sau này là có cái nhóm đó, họ sẽ là gì, họ sẽ bốc thăm đề thôi, đến thời điểm này chứ có đề là chưa phải, thời gian nào nó ra đề nào. Giữa cái minh đề minh họa, hoặc là một cái nhóm ra đề, họ ra đề minh họa xong là họ nghỉ, sau thì họ ra đề chính thức, thì cái này là cũng có là một giải pháp. Nhưng tôi nghĩ là cái đề chính thức đã có rồi, bây giờ chúng ta sẽ ôn tập định hướng theo cái đề minh họa. Nhìn như vậy và qua cái đề minh họa thì thấy rằng nó sát phù hợp, đánh giá được, kiểm tra được cái năng lực kiến thức học sinh, phân hóa được học sinh, sát với chương trình học, chủ yếu kiến thức thuộc chương trình lớp 12. Thì trong đó có một số chương trình thuộc chương trình lớp toán 11 thì nó cũng rất dễ. Sau này các bạn ôn chương trình toán lớp 11 cũng ôn rất dễ, cấp số cộng, cấp số nhân, xác suất, rồi là tổ hợp, như thế thôi, chứ không ra đến phần lượng sát các bạn nhé. Cái đề chỉnh, đề minh họa nói như vậy thì đề chỉnh phản như vậy, và mức độ nó cũng rất dễ, vận dụng thấp trở xuống, có thể thấu hiểu, nhận biết thấu hiểu, nó kiểm tra những đồ như. Và như vậy là hợp lý, chúng cần phải là bắt học sinh ôn lại cả một chương trình lớp 11 mà thi để tập trung chủ yếu ở chương trình toán lớp 12. Nhưng mà cái kiến thức rễ chạc, kiến thức gốc rễ cũng là có nhiều liên quan đến lớp 10, lớp 11 đấy. Còn về mặt hình học thì nói chung ra như thế là được, phù hợp và kiểm tra năng lực, không đánh đổ và đó. Học sinh làm được 10 điểm chứng tỏ là giỏi, và từ 7 điểm đến 10 điểm nó được phân hóa rất cụ thể đấy. Còn từ 1 điểm đến 7 điểm thì cũng đã phân hóa và đòi hỏi những kiến thức cơ bản nền tảng nhất là các bạn được 7 điểm. Các bạn học công thức, nắm vặn vững công thức, các khái niệm tính chất thì không cần học sâu xa gì là được 7 điểm. Học cho chắc 7 điểm. 7 điểm rưỡi cũng được. Đấy. Còn để mà điểm cao hơn thì các bạn giải những câu phân số cao các bạn nhé. Thì hôm nay thầy muốn chia sẻ các bạn là cái đề minh họa. Về minh họa là minh họa cái gì và cách khai thác đề minh họa như thế nào. Thì nếu các bạn học theo hướng đó thì chắc chắn là các bạn sẽ được điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn toán. Các môn nào cũng khác như vậy, các bạn cứ bám riết cái đề minh họa mình giải, không học quá khó ở những mức độ mà đề minh họa không ra. Chẳng hạn như học cái phần đề tổ hợp thì học đơn giản, rồi học cái vấn đề xác suất cũng học đơn giản các bạn nhé. Thì đến đây thì mình chia sẻ các bạn là đề minh họa là minh họa cái gì, chủ đề của bài nói chuyện này, minh họa cái gì, đề minh họa minh họa cái gì, có khi nào đề minh họa khác xa với đề chính thức hay không. Các bạn cho thầy câu trả lời nhé. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình nhật.